Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các con là muối đất, nếu muối đã lạc, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi không thể che giấu được, và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu rải ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen cha các con trên trời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa ông bà, anh chị em, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra hai hình ảnh để định nghĩa về đời sống của người Kitô hữu. Thứ nhất đó là muối cho đời, là thứ hai là ánh sáng cho trần gian. Vậy thì muối là một loại vật chất rất là cần thiết cho đời sống của con người, nhưng nó có hai công dụng quan trọng nhất. Một là ướp cho mặn để đừng bị hư. Hai là làm gia vị cho thêm đậm đà. Vậy thì chú muốn điều quan trọng ở muối là phải có vị mặn, và bản chất của muối phải mặn thì công dụng của nó mới giúp cho những vật khác được, mới lan tỏa cái chất mặn đó thấm vào những vật khác để cho nó đừng bị hư đi. Nhưng bản chất của muối mà không mặn thì nó không còn là muối nữa, nó là một loại muối biến chất. Vậy thì hôm nay Chúa Giêsu muốn người Kitô, đời sống của người Kitô hữu phải là muối, là ánh sáng. Vậy thì Chúa muốn mỗi người chúng ta trở thành người Kitô hữu, trở thành muối mang chất mặn Kitô ở giữa đời. Vì người Kitô hữu không sống một mình, người tôi Kitô hữu sống ở cuộc đời hòa mình với mọi người, như muối thấm vào thức ăn giữ cho nó khỏi hư thêm đậm đà, thì người Kitô hữu cũng vậy, phải thấm nhập và biến đổi nó từ bên trong. Đúng là muối phải cần có cái vật khác để mà ướp nó. Như ông bà ta vẫn hay nói, cá không ăn muối cá ương. Đúng, cá cần muối để ướp, mà muối cũng cần có cá mới có vật để ướp. Vậy Chúa Giêsu muốn nói mỗi người chúng ta hãy là muối đó, muối cho trần gian, muối mang chất mặn của Đức Kitô ở giữa mọi người. Mà ở trên thế gian hôm nay con người với hơn 7 tỷ người, vậy cần muối Kitô hữu sống để cho đời sống của thế gian thêm ý vị và đậm đà hơn. Để muối mặn, để chất muối Kitô lan tỏa đến người khác, thì trước tiên bản chất mình phải có muối, hay mình là muối phải có chất mặn thì chúng ta mới đem chất mặn đó đến cho người khác được. Vậy thì như Đức Khổng Tử trong sách Đại Học, ông ta nói: tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Vậy thì để có chức mặn cho thế gian thì trước tiên bản thân mình tu thân phải là muối, phải có chức mặn mang tên Đức Kitô trước. Rồi thứ hai là mặn đến gia đình. Thứ ba rồi mới tới đất nước mặn. Và cuối cùng thì mới lan tỏa chức mặn đó đến cho thiên hạ. Hoặc là như trong
Tiếng Latin người ta có câu châm ngôn: không ai cho cái mà mình không có. Vậy chúng ta chỉ có thể ướp được cho đời, chỉ có thể ướp được cho trần gian, và chúng ta chỉ có thể sống được như Chúa nói là muối cho đời hôm nay, khi chính con phải mang chất mặn của Đức Kitô. Mang bản chất của muối Đức Kitô thì con mới ướp cho đời được. Vậy thì con phải có cái chất mặn nơi con. Đời sống của chúng ta chỉ có giá trị khi trong chúng ta có vị mặn tình yêu của Đức Giêsu. Để làm tốt lên hương vị của sự khiêm nhường, của yêu thương, của tự hủy, của sự vâng phục, biết quên mình để sống và sống cho người khác. Nếu muối nơi bản thân mình không còn chất mặn thì đời Kitô hữu của chúng ta cũng trở nên nhạt nhẽo, bèo bọt và vô tác dụng. Khi ấy suy nghĩ của chúng ta trở nên vô dụng, thay vì ướp cho đời thì lại làm cho đời trở nên hư thối. Vì chất muối nơi chúng ta đã bị biến chất, nó không còn tinh tuyền, nó không còn sống với đúng chất mà chính Thiên Chúa ban cho. Vì thế lúc đó thì chúng ta muối mà không còn mặn, đã bị biến chất thì chỉ còn cách như lời Kinh Thánh hôm nay: nó đã thành vô dụng thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Có những hình ảnh muối lan tỏa không cần phải nói, mà bằng việc làm chúng ta cho người ta thấy được chính chất muối nơi mình. Giống câu chuyện trong sách Suy Niệm có chia sẻ về câu chuyện của Thánh Francisco Assisi. Ngài kêu các học trò, kêu người học trò dẫn mình cùng với mình đi truyền giáo, đi rao giảng lời Chúa. Thì Ngài và các học trò đi một vòng ở các chợ, đường chợ, rồi đi trở về. Người học trò lạ mới hỏi Thầy: tại sao Thầy nói đi rao giảng mà Thầy chỉ có đi một vòng rồi trở về? Thì Thánh Nhân trả lời: nếu mà chúng con đi nết na, chúng con đi đàng hoàng, hình ảnh con đi đó là hình ảnh là chúng con đang truyền giáo, đang lan tỏa cái chất muối đó đến cho người khác nhìn thấy. Vậy thì chắc chắn mỗi người mình qua bí tích rửa tội, chúng con đã trở thành men, thành muối, thành ánh sáng mang chất Kitô. Ước mong mỗi người chúng con lan tỏa chất muối đó đến cho những người anh em. Vậy mỗi người hãy là muối cho đời, hãy là ánh sáng cho trần gian. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con vẫn mãi là muối mang chất mặn của Chúa, để chính Chúa ướp chúng con, và cũng để chúng con cùng Chúa ướp cho đời khỏi bị hư thối bởi những trào lưu tục hóa trong thế gian này. Amen.